With Viet Channel. Tại sao Apple lại quyết định không cho ra mắt chiếc iPhone 12 kèm với lại những phụ kiện đi kèm với nó? Ở đây thì video này mình sẽ giải thích cho mọi người biết là tại sao Apple lại làm như thế, tại sao Apple lại quyết định đưa ra những chính sách như thế. Thì nó sẽ hơi phụ thuộc đó là vào những đường đi của Apple trong những năm tới. Việc Apple quyết định không sản xuất những sản phẩm phụ kiện kèm bên trong hộp của chiếc iPhone 12 có lẽ chỉ một phần là do việc tiết kiệm những nguyên liệu để sản xuất. Nói là việc này hơi vô lý, nhưng mà rõ ràng là việc bán ra một chiếc điện thoại thì phải kèm theo một bộ cục sạc. Vì rõ ràng là đâu phải ai cũng là những người sở hữu cho mình những chiếc iPhone trải nghiệm. Và ở đây thì đó chính là những chiếc iPhone 11 để có thể cùng loại dây cáp để sử dụng với chiếc iPhone 12 đâu. Chính vì vậy nên đây có lẽ một khuyết âm mưu của Apple khi mà cho ra mắt chiếc iPhone 12 nhưng không kèm những cục sạc và tai nghe. Việc này thì có lẽ là sẽ một phần nào đó là có lợi cho những người cũ, nhưng mà việc mà họ vẫn sẽ sản xuất ra những chiếc cục sạc và những chiếc tai nghe mới để mà người dùng mà chọn lên iPhone 12 mà trước đó không có cho mình iPhone 11 thì sẽ phải mua. Chính vì vậy nó cũng chả giảm thiểu được cái gì cả. Vì thế mà việc Apple có một thuyết âm mưu đưa lại doanh thu khi mà bán ra những sản phẩm phụ kiện riêng lẻ như vậy cũng không hẳn là không có bằng chứng hay chứng cứ. Mọi người cứ thể thử tính một phép tính đơn giản, đó chính là việc mà nếu mà mọi người chỉ mua một chiếc hộp sản phẩm cao cấp iPhone 12 và bên trong đó có sẵn những phụ kiện rồi, thì đương nhiên là trong chiếc hộp đó phí sản xuất cũng đã bao gồm phí sản xuất ra những sản phẩm phụ kiện, là bao gồm mà tai nghe và cục sạc và cả cốc sạc nữa. Nhưng mà khi mà sản xuất một chiếc điện thoại mà cùng với tầm đó giá tiền và với thương hiệu của mình, và Apple hoàn toàn có thể giữ giá cho chiếc điện thoại của mình cho dù là có bên trong mình những phụ kiện đi kèm hay không. Chính vì thế nên việc mà sản xuất và bán ra thị trường những sản phẩm phụ kiện riêng và cần thiết cho người dùng thì việc đó đương nhiên là sẽ đem lại lợi nhuận rất là lớn, mình chắc là rất là lớn cho Apple. Chính vì vậy nên mà trong sự kiện thì họ vẫn phải lấp liếm cho mình bằng một cái cớ là sẽ dùng bảo vệ môi trường khi mà các hoạt động sản xuất thì sẽ giảm lại và người dùng có thể sử dụng các bộ sạc trước của iPhone 11. Nhưng rõ ràng ai cũng biết là việc mà chúng ta chưa xài iPhone 11 và nâng cấp lên iPhone 12 luôn, sử dụng cho mình luôn là dòng đời mới nhất của iPhone, thì đó việc là hoàn toàn sẽ có rất nhiều người làm việc đó. Chính vì vậy, nói đúng hơn thì đây sẽ là một chiêu trò để mang lại lợi nhuận cho Apple hơn là việc hướng tới là những trải nghiệm người dùng trở nên tốt hơn. Vậy việc mà Apple cần làm trong thời gian tới để người dùng không chỉ trích, thậm chí là tẩy chay luôn Apple trong những năm tiếp theo, và cũng là để đảm bảo thương hiệu của mình, thì Apple nên thu mua lại những cục sạc của những đời iPhone cũ, iPhone 7, iPhone 8, để mà có thể người dùng có thể bù thêm một khoản tiền khá khá, nhưng mà vẫn là sẽ là nhỏ, để có thể nâng cấp lên đời cục sạc cho 20W của iPhone 12. Đó là ý kiến cá nhân của mình thôi. Thì việc mà mọi người có thể bỏ ra một khoản tiền mà cho những thứ mà mình đáng lẽ mình phải có khi mà sắm cho mình những sản phẩm mới nhất của một hãng lớn như thế, thì mọi người có cảm thấy bức xúc không? Chứ mình là cảm thấy bức xúc rồi đó. Thì nếu mà mọi người có cảm thấy ý kiến gì về những phụ kiện mà đi bên ngoài của Apple trong việc bán ra iPhone 12 năm nay, thì mọi người hãy cứ comment ở bên dưới nhé. Nếu mọi người coi xong video thấy hay và cảm thấy là những quan điểm của mình có phần nào đó đúng với mọi người,